Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, thì cuộc đời chúng ta mỗi người sinh ra thì đều có một cái số mệnh khác nhau. Và cái may mắn, cái phúc đức của chúng ta nó cũng sẽ đến trong từng cái giai đoạn nhất định của cuộc đời. Không phải ai may mắn là cái may mắn đó sẽ suốt cả cuộc đời của chúng ta, đúng không ạ? Và các cụ vẫn có câu là gì, đúng không ạ? Phú quý thì do trời. Nên là gì? Mỗi con người thì có những cái giai đoạn khó khăn nhất định, nhưng mà cái cuộc đời họ đôi khi cũng sẽ có được những cái thành công lớn lao. Và trong cái thời gian 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch tới đây ấy, thì những con giáp nào sẽ là con giáp may mắn, những con giáp nào sẽ được cái cát tinh trợ mệnh và cái tài lộc, cái hạnh phúc sẽ đến với mình. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để xem là mình có thuộc một trong những cái con giáp may mắn về tài lộc này hay không nhé. Thưa quý vị, thì quý vị biết đấy, tháng 3 âm lịch nó là tháng Mậu Thìn, đúng không ạ? Con giáp may mắn đầu tiên trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch ấy mà Tử Thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn đầu tiên ấy, thì không ai khác đó chính là những con giáp tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Ngọ trong cái khoảng thời gian 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, lúc này quý vị sẽ tỏa sáng theo một cách riêng, nhất định, chân thực nhất, tha hồ mà có cơ hội để thể hiện bản thân. Bên cạnh đó, trong cái thời gian này, cái việc mà quý vị cần phải làm nhất chính là phát huy cái điểm mạnh của bản thân. Công việc của những người tuổi Ngọ trong thời gian tới cũng sẽ có những cái chuyển biến tích cực. Các bạn có thể gây dựng được cái ấn tượng tuyệt vời đối với cấp trên, với đồng nghiệp và với cả cái đối tác làm ăn nữa. Thêm nữa, trong cái thời gian này thì lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là gì? Nó cũng có dấu hiệu cực kỳ là rực rỡ, hứa hẹn những người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những cái sự ngưỡng mộ và trở thành cái nhân vật quý phái, được mọi người kính trọng trong từng cái khoảnh khắc. Đó. Vì vậy, đây là một con giáp cực kỳ may mắn. Hơn thế nữa, quý nhân cũng sẽ giúp đỡ, nâng đỡ để cho những người tuổi Ngọ đánh đâu thắng đó trong thời gian tới. Một số người tuổi Ngọ lúc này cũng không chỉ sở hữu một khối tài sản khổng lồ mà còn chinh phục được cả cái sự nghiệp rực rỡ của mình nữa. Đó. Và đây là một con giáp may mắn từ giờ đến tận cuối năm. Đấy. Thì quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để phát huy cái thế mạnh của mình. Tuy nhiên, may mắn là như vậy, nhưng những người tuổi Ngọ cũng không nên kiêu ngạo hay là quá tự hào với cái tài năng của mình. Vì thực ra ấy, quý vị cũng đang được rất nhiều người giúp sức đấy để có được những cái gì đó ở hiện tại. Khi mà các bạn bắt đầu tự mãn hay là xem thường người khác thì cái vận may nó cũng sẽ dần dần lụi tàn và các bạn cũng sẽ phải trả giá. Do đó, thời gian này thì quý vị cũng cần phải thể hiện cái lòng biết ơn với cuộc sống, với những người đã âm thầm tìm cách hỗ trợ và giúp đỡ quý vị mà không bao giờ họ cần báo đáp lại. Đó. Bên cạnh đó, để gia tăng được cái vận quý nhân cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, bên cạnh cái công việc sự nghiệp nó hanh thông thuận lợi thì nói chung ấy, trong 10 ngày tới ấy, thì cái phúc lộc dồi dào nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Ngọ tha hồ mà hưởng phúc. Nếu quý vị có thể có đủ cái hào phóng ban phát cái tài lộc của mình cho những người khác kém may mắn hơn ấy, thì lại càng tốt, cái niềm vui sẽ được nhân đôi nhân ba, thậm chí là nhân nhiều lần hơn nữa. Thêm nữa, cái cát tinh nó cũng chiếu mệnh trong thời gian này, nó sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Ngọ ấy, thêm phần là hanh thông suôn sẻ hơn trước. Mọi việc thì nói chung ấy, cũng đang tiến triển theo những cái gì mà quý vị đã mong muốn. Nhìn chung các kế hoạch tiền bạc của những người tuổi Ngọ cũng được hoàn thiện đúng thời gian đã đề ra từ trước. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ không cần phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện tiền nong trong thời gian này. Thậm chí, những ai mà đang gặp phải cái vấn đề tiền bạc mà chưa biết cách xử lý thì ngay lập tức quý nhân cũng sẽ xuất hiện. Nhiều người tuổi này còn có thể được khen ngợi một cách là công khai hoặc thậm chí là được khen thưởng về mặt tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là cái thời điểm phù hợp để các bạn tiết kiệm tiền bạc để dành cho cái trường hợp khẩn cấp. Quý vị hãy đảm bảo cho một cái tương lai hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái công việc tiền bạc nó hay thuận lợi, nhưng mà cái chuyện tình duyên thì cũng được thuận lợi, may mắn không kém do được cục diện là ngũ hành nó tương sinh. Thì đây cũng là cái dấu hiệu tốt cho những người tuổi Ngọ độc thân, có thể tự tin trong các buổi hẹn hò.
Với một tâm thế tốt thì quý vị dễ dàng thu hút được những người tích cực, vui vẻ, lạc quan đến với mình. Có thể quý vị sẽ tìm được cái người tâm đầu ý hợp với mình trong thời gian này. Còn với các cặp đôi thì ngày càng gia tăng cái sự kết nối khi quý vị nhạy cảm, nhanh hiểu và đáp ứng đúng cái mong cầu của đối phương. Thời gian này thì hai người càng ngày càng ân cần hơn trong cái việc giao tiếp. Điều này cũng sẽ giúp nâng cao cái cảm xúc yêu thương của hai người. Trong thời gian tới thì để gia tăng thêm cái sự kết nối thì nói chung những người tuổi Ngọ cũng nên lên một cái kế hoạch để gắn kết, có thể là những buổi tụ tập tiệc tùng hay là những cái buổi hẹn hò lãng mạn hoặc là những cái buổi giao lưu để có được những cái kết nối sâu sắc hơn với mọi người nhé. Thì bên cạnh cái công danh sự nghiệp tài lộc nó phát triển như vậy thì nói chung cái sức khỏe của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng không có gì là phải lo lắng cả. Quý vị đôi khi cũng cần ngồi lại sắp xếp mọi thứ để cho nó trở nên trơn tru hơn, thuận lợi hơn. Trong cái thời gian này quý vị cũng lưu ý có một vài cái hung tinh nó gây ra những cái tác động tiêu cực đến sức khỏe của những người tuổi Ngọ. Do đó ai mà có bệnh nền thì quý vị cũng nên là thận trọng, nên tìm cách tránh xa rượu bia. Nếu không thì nó sẽ khiến cho cơ thể bị mệt mỏi và sinh ra những cái dấu hiệu uể oải, khó có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, trong tháng này thì cũng có dấu hiệu những người tuổi Ngọ hay phải lo lắng thái quá, và cái điều gì đó nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái tinh thần của quý vị. Quý vị nên nghe những cái câu chuyện tích cực, cái điều mà nó giúp cho quý vị có thể chữa lành được đấy, để quý vị cảm thấy bình yên hơn, cảm thấy dễ ngủ hơn và cảm thấy là cuộc sống có ý nghĩa hơn. Vậy nên là quý vị luôn nhớ nhé, để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Ngọ. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong thời gian này đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, trong thời gian tới, 10 ngày tới, 10 ngày cuối tháng ấy, thì những người tuổi Dậu nói chung là cũng có một vài cái hung tinh nó kéo đến. Nếu là các bạn mà là nhân viên cấp trên mà giao việc cho cấp dưới thì cũng nên nói ngắn gọn, giải thích dễ hiểu. Và nếu có thể thì nên nói họ nhắc lại cái nhiệm vụ của mình. Cái việc hiểu nhầm ý của sếp và nhân viên thì thường xuyên xảy ra, nó cũng là cái tác nhân gây ra gián đoạn công việc. Còn nếu mà bạn là nhân viên ấy, vốn là những người thông minh, có cái năng lực, nên là cũng được cấp trên giao cho những cái nhiệm vụ quan trọng. Thế nhưng gần đây thì tinh thần nó không tốt, nên là khả năng xử lý công việc của quý vị sẽ bị giảm sút. Nếu mà quý vị cảm thấy đang quá tải trong công việc thì hãy chủ động chia sẻ với cấp trên để mà sắp xếp khối lượng công việc một cách là hợp lý hơn. Nói chung trong thời gian này thì tuổi Dậu cũng cứ bước chậm rãi, vì như thế thì mới thực sự là thích hợp với các bạn. Dù những người xung quanh có thể sẽ phát cáu lên, quý vị đừng để họ ảnh hưởng đến cái số mệnh của mình. Đấy, quý vị hãy chủ động làm những việc cần thiết để cho mình có những bước tiến mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái vận trình tiền bạc tài lộc của những người tuổi Dậu cũng có những cái điểm sáng. Cái điểm sáng của những người tuổi Dậu trong thời gian này đó chính là cái vận trình tài lộc nó tăng tiến. Tuy có một vài cái kết quả từ những cái tháng trước, nhưng cái đây cũng chỉ là cái chuyện nhỏ, cũng sẽ giúp cho quý vị thúc đẩy cái tinh thần, tình cảm và các bạn cảm thấy tự tin hơn. Bên cạnh đó, lại được nhiều cái cát tinh nó trợ mệnh, nó giúp đỡ, nó hỗ trợ. Vậy nên là những người tuổi Dậu có thể thu hút khá nhiều cái tài lộc về mình trong thời gian này. Quý vị có khả năng kiếm tiền, có được cái thu nhập tốt về nhiều mặt, nhưng ham muốn giàu có không mạnh mẽ và các bạn cũng có nhiều cái nhu cầu tiêu tiền trước. Nhiều người cũng sẽ được người thân cho tiền hỗ trợ các bạn để mua nhà, mua đất, mua xe. Đó là cái tín hiệu đáng mừng. Quý vị nên trân trọng cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, những ai mà đang khởi nghiệp và gặp khó khăn về tài chính thì có thể cũng nhận được cái sự tương trợ giúp đỡ của những người ủng hộ. Điều này cũng sẽ khiến cho mọi kế hoạch của quý vị diễn ra một cách suôn sẻ hơn, mang lại cho quý vị cái cảm giác thoải mái hơn. Thưa quý vị, nói chung trong thời gian này thì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái may mắn về công việc, về sự nghiệp ấy, thì cái tình duyên của những người tuổi Dậu cũng sẽ được thuận lợi như ý. Trong tháng này được cục diện lục hợp nó tương trợ giúp đỡ, đúng không ạ?
Vậy nên là nó cũng sẽ mang lại khá nhiều cái may mắn cho những người tuổi Dậu. Đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng thì những người tuổi Dậu độc thân tuy chưa tìm được ai phù hợp với các tiêu chí của mình, nhưng mà quý vị cũng hài lòng về cái việc bản thân đã có thể là gì chủ động cởi mở hơn trong những mối quan hệ. Dù không thay đổi lớn trong cái thời gian này, nhưng mà tình hình vẫn đang tiếp tục được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, cục diện ngũ hành tương sinh nó cũng hỗ trợ để cho cái vận trình tình cảm của những người tuổi Dậu có những cái giây phút ấm áp hơn, ngọt ngào hơn so với trước đây. Hai người cũng tìm được tiếng nói chung, thậm chí là còn lập ra những kế hoạch lớn lao để cùng chung sức mà thực hiện. Bên cạnh đó, một nửa kia của các bạn cũng là cái chỗ dựa tinh thần cho các bạn trong những khoảng thời gian xáo trộn về cái mặt cảm xúc. Đó. Chính cái điều này giúp cho những người tuổi Dậu cảm nhận được cái may mắn mà các bạn đang có ở cái thời điểm hiện tại. Lời khuyên dành cho những người Dậu đó là nên đặt cái nhu cầu cá nhân lên cao nhất trong cái thời gian này. Dù các bạn có nhiều cái ưu tư khác, đúng không? Tận hưởng những giây phút thư thả và đừng bận tâm quá nhiều đến những cái điều xung quanh. Các bạn sẽ ổn và có những cái may mắn nhất định đối với cuộc đời. Đó. Bên cạnh cái vận trình tình duyên nó hanh thông thuận lợi, thì cái sức khỏe của những người tuổi Dậu nói chung trong thời gian này quý vị cũng kiểm soát khá tốt cái khía cạnh sức khỏe của mình. Cái điều này tác động không nhỏ đến cái khía cạnh tinh thần và thể chất của quý vị. Quý vị cần phải học cách để tự mình loại bỏ những cái căng thẳng để giảm nhẹ cái gánh nặng cho cái tâm trí của mình. Bên cạnh đó, trong 10 ngày cuối tháng này, chất lượng giấc ngủ không tốt cũng là một cái yếu tố mà khiến cho quý vị ngủ không ngon giấc. Trong cuộc quay của cuộc sống đang vội vã thì những người tuổi Dậu cũng rất cần thiết phải chia sẻ với ai đó và dành thời gian nghỉ ngơi hiệu quả hơn. Thì ngoài ra, vì hệ miễn dịch của quý vị không được tốt nên là dễ bị ảnh hưởng bởi cái dịch bệnh cúm cảm bình thường. Hoặc là gì? Một vài cái bệnh lý nào đó. Cái điều này cũng rất có hại cho sức khỏe. Vậy nên là gì? Quý vị cần phải thận trọng nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, trong thời gian này và bảo vệ cái hạnh phúc của mình, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, không ai khác đó chính là những con gia chủ tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái thời gian tới thì cái cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên nó cũng mang không ít những tin tức tốt lành đến cho những người tuổi Mùi trong cái 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Công việc của những người tuổi Mùi cũng đang tiến triển theo cái chiều hướng thuận lợi hơn trước đây rất là nhiều. Tuy nhiên, có vẻ như quý vị đang có một chút tham vọng và vẫn mong có kết quả rực rỡ hơn nữa. Đó là cái lý do mà quý vị thì không vui hoặc là thậm chí là cảm thấy thất vọng về những kết quả mà mình đã đạt được. Nói chung những người tuổi Mùi cũng rất tự tin vào cái khả năng của mình. Quý vị muốn chủ động tham gia vào các dự án lớn sẽ giúp quý vị gì định vị lại bản thân ở nơi làm việc và đạt được hiệu quả công việc cao hơn. Tuy nhiên, cơ hội như thế không nhiều, trừ khi quý vị tự tạo ra nó ngay bây giờ bằng cách là thể hiện thật tốt cái bản thân trong công việc. Hơn nữa, trong thời gian này, nói chung ấy, do ảnh hưởng của một vài cái hung tinh nên là quý vị có thể nhận được không ít những lời bàn ra tán vào xung quanh. Thậm chí là nhiều người còn đứng ra chỉ trích khi mà thấy rằng các bạn không xứng đáng với những thành tích đang có, càng khiến cho quý vị buồn lòng hơn. Nhiều người tuổi Mùi lúc này thì có một chút cái thành công nhưng lại muốn thay đổi cái công việc. Tuy nhiên quý vị nên nhớ rằng những người ghen tị với các bạn luôn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Thế nên thay vì trốn tránh thì quý vị nên chấp nhận nó, chỉ nên tập trung để hoàn thiện tốt những cái nhiệm vụ được giao. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại, hóa giải cái hạn thị phi và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, sẽ giúp quý vị hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Mùi. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái công việc nó thuận lợi thì nói chung ấy, về cái vận trình tiền bạc, những người tuổi Mùi cũng sẽ được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó mang lại những cơ hội phát tài phát lộc cho những người tuổi Mùi. Dự báo là trong 10 ngày cuối tháng ấy, sẽ mang đến những cái tín hiệu tích cực cho các bạn mặt tài chính.
Quý vị sẽ tìm thấy không ít những cơ hội để đầu tư và nâng cao cái tài chính của mình. Tuy nhiên, nó không xuất hiện một cách là rõ ràng mà các bạn cần phải dành nhiều thời gian để mà suy xét và khai mở cái vận may của mình. Tuy nhiên, những người tuổi Mùi cũng cần phải cân nhắc về cái nguồn vốn cũng như là cái lịch trình cụ thể trước khi mà đổ tiền vào một cái dự án nào đó. Tốt hơn hết là quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ để mà phân bố cái nguồn vốn làm sao cho nó hợp lý mà khôn ngoan nhất. Trước tiên quý vị nên thử nghiệm một cái khoản nhỏ mà thôi, tránh cái việc đổ quá nhiều tiền vào một lúc. Nếu đến khi mà gặp khó khăn ấy, thì không biết có cách nào xử lý đó. Kinh nghiệm thực tế của các bạn cũng chưa nhiều nên là cũng không nên quá vội vàng nhé trong thời gian này đó. Thưa quý vị, bên cạnh cái công việc hanh thông thuận lợi, tài lộc vượng tiến, thì cái mặt tình duyên của những người tuổi Mùi nói chung ấy, trong thời gian này cũng có đôi một chút lục đục, do là cục diện là gì, trong tháng là vẫn gặp cục diện là tháng Thìn, nội Thìn, Thìn Mùi là tứ hành xung. Vậy nên là gì, gia đình thì đôi khi cảm thấy là trông chênh, đôi khi lại tự hỏi bản thân mình đang phạm lỗi gì mà gì mà khiến cho mọi người thế này thế nọ. Lời khuyên dành cho những người tuổi Mùi là cần không gian riêng để bình tĩnh lại, thì quý vị có thể đi đến những cái nơi tâm linh như đình đền, miếu phủ, chùa chiền để tìm lại những khoảnh khắc tâm linh để cho chúng ta được tĩnh tâm hơn. Khi đó quý vị sẽ suy nghĩ được chính xác hơn. Và khi có thời gian bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề thông suốt, thì quý vị nên thay đổi cái thái độ khi mà trở về. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian để cùng nhau chung tay san sẻ cuộc sống, hỗ trợ nhau trước những cái thăng trầm của cuộc đời. Tuy nhiên, các bạn nên tôn trọng ý kiến của người ta vì họ cũng chỉ có một ý tốt dành cho mình mà thôi. Và đối với những ai mà đang còn độc thân ấy, thì quý vị cũng đừng ngần ngại tìm hiểu đối phương trong thời gian này nhé. Xong, quý vị hãy để ý đến những cái tiêu chuẩn cần có để tránh đưa ra những quyết định sai lầm trong công việc. Thưa quý vị, thì ngoài ra ấy, thì trong thời gian này tâm trí của những người tuổi Mùi ấy, cũng luôn trong tình trạng là mệt mỏi, đồng nghĩa với việc là sức khỏe của quý vị cũng đang bị suy giảm. Chính vì thế mà thời gian này những người tuổi Mùi dễ mắc một số bệnh về thể chất. Quý vị đừng xem nhẹ cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình trong thời gian này. Khi mà cảm thấy không thoải mái thì quý vị phải tìm cách chữa trị sao cho kịp thời. Bên cạnh đó, quý vị phải phát triển những cái thói quen sinh hoạt tốt trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm ăn uống đúng bữa và luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Thì ngoài ra quý vị cũng nên có ý thức về thời gian vui chơi giải trí, đừng có làm việc quá sức, cũng gì đừng có chơi quá nhiều mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình quý vị nhé. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ 3. Thưa quý vị, như vậy là trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, chúng ta sẽ có 3 con giáp tài vận hanh thông, đúng không? Được thần tài cho lộc, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Ngọ, 2 tuổi Dậu, 3 tuổi Mùi. Đây là 3 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024. Hy vọng những cái thông tin Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.